Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay chúng ta đang bắt đầu bước sang cái tháng 8 âm lịch, tháng Quý Dậu. Xét về cái hàng thiên can đó thì cái chữ Quý nó xung phá cái chữ Đinh. Cho nên là trong cái tháng 8 này tất cả các bạn mang hàng thiên can chữ Đinh sẽ cần phải đặc biệt cẩn thận chú ý. Và chữ Quý nó cũng kỵ với lại chữ Kỷ nữa. Cho nên các bạn mang hàng thiên can chữ Kỷ cũng sẽ phải thận trọng cẩn thận ở trong cái tháng 8 âm lịch này rất nhiều. Chữ Canh và chữ Tân thì ở thế sinh xuất tháng này cũng chưa phải là tháng đẹp của các bạn. Và riêng cái chữ Mậu thì hàng thiên can của tháng là chữ Quý, nó hợp với chữ Mậu. Cho nên đây là cái tháng mà có những cơ hội may mắn thuận lợi đến với tuổi Mậu. Chữ Giáp và chữ Ất thì cũng ở thế tương sinh. Và chữ Nhâm thì ở thế bình hòa. Đó là xét về cái hàng thiên can của tháng so với hàng thiên can của tuổi. Tuy nhiên thì trong cùng một năm sinh, các bạn còn bị chi phối bởi tháng sinh, giờ sinh, ngày sinh nữa. Và trong cái tháng 8, cái tháng Quý Dậu, cái tháng chứa rất nhiều thủy này, thì tất cả các bạn mà sinh vào cái tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6 âm lịch thì sẽ tốt đẹp hơn ở những cái tháng khác. Bởi vì các bạn sinh tháng 3, tháng 4, tháng 5 âm lịch đó thì trong cái bát tự của các bạn nó sẽ rất là khuyết kim và khuyết thủy. Thì ở cái tháng 8 này là cái tháng mà rất là nhiều thủy nó sẽ bù cho các bạn. Đó là điều tốt đẹp. Cái tháng 6 âm lịch cũng thế. Tháng 6 âm lịch thì khuyết thủy và khuyết mộc. Cho nên là các bạn cũng rất cần cái tính chất thủy ở cái tháng này để hỗ trợ cho các bạn nhiều hơn. Và đặc biệt thì các bạn mà sinh vào tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch đó, thì ở trong cái tháng 8, tháng Quý Dậu này và cái tháng trước, cái tháng 7 âm lịch là những cái tháng mà nó rất chậm, rất khó khăn, nhiều cái chướng ngại, nhiều cái không dễ xứng ý sẽ đến với các bạn. Tháng 9 là cái tháng mà khuyết hỏa, khuyết mộc. Tháng 10 và cái tháng 11 thì trong bát tự của các bạn cũng rất là kỵ thủy, bởi vì nó có quá nhiều thủy rồi. Cái tháng 12 cũng thế, cái tháng 12 âm lịch thì các bạn cần hỏa, trong bát tự của các bạn cần hỏa nhiều hơn, chứ thủy, cái tính chất thủy nó cũng rất nhiều rồi, kỵ thủy. Cho nên lại gặp cái tháng thủy này nữa. Đó là những cái chướng duyên của các bạn đó. Trong tháng 8, tháng Quý Dậu này thì tài lộc, công việc, sự nghiệp của các anh chị và các bạn tuổi Tý nó sẽ chậm đi, nó có những trở ngại, bởi vì nó có cái sự tương xung giữa chi tháng và chi tuổi. Mọi thứ nó sẽ trở nên u ám hơn, nó hơi mất phương hướng nhiều hơn. Và các bạn tuổi Tý sẽ nên cảnh giác, bởi vì dễ gặp một số những chướng ngại, những chướng duyên, những trở ngại nhỏ nhỏ. Tháng này các bạn tuổi Tý nó không thực sự thích hợp trong những cái vấn đề đầu tư tài chính vào bất cứ cái lĩnh vực gì nếu như các bạn không am hiểu. Hơn nữa là các bạn tuổi Tý mà ở trong cái tháng Quý Dậu, tháng 8 âm lịch này thì thường lại hay có cái những cái tâm trạng, tâm tư nó không được ổn định, dễ cáu giận, dễ đố kỵ. Và chính vì như thế, đây là cái tháng mà các bạn nên tránh làm việc theo cái cảm tính để kẻo gặp những cái họa nó liên quan tới những cái thị phi, những cái rắc rối. Đặc biệt là các bạn tuổi Tý mà sinh vào những cái tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch thì đây là cái tháng mà các bạn sẽ cần phải chú ý hơn rất rất là nhiều, dễ gặp những cái chướng duyên nhiều hơn. Còn nếu như các bạn sinh vào tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 âm lịch đó thì vận số của các bạn sẽ thuận lợi hơn, may mắn nhiều hơn. Nó tùy thuộc vào cái tháng sinh. Và trong các tuổi Tý thì canh Tý 1960 ở thế sinh xuất tháng này cũng dễ hao hụt sức khỏe, chi tiêu. Đây là cái tháng mà nên làm lợi cho người nhiều hơn là cho mình, thiệt thòi hy sinh đi một chút.
Bính Tý 1996 tháng này cũng cần phải chú ý, chưa được đẹp. Nhâm Tý 1972 thì ở thế bình hòa và đỡ xấu nhiều hơn so với các tý khác, thì chính là Mậu Tý 1948 hoặc là 2008 và Giáp Tý 1984. So với một số tháng trước đó thì công việc, sự nghiệp, tài lộc của các anh chị và các bạn tuổi Thân ở trong cái tháng 8 này này, nó sẽ có những cái xu thế phát triển hơn, tốt hơn lên. Những cái khó khăn trong công việc, trong cuộc sống, trong quản lý tài chính dần dần sẽ được gỡ dần. Và trong cái tháng này thì các anh chị và các bạn tuổi Thân cũng nên thận trọng trong công việc, nên thận trọng trong cái cách dùng người để tránh những cái chuyện thị phi, và cũng rất dễ có tiểu nhân gây rắc rối. Ngoài ra thì trong cái tháng 8 này thì các anh chị và các bạn tuổi Thân cũng nên chú ý bảo vệ một chút những vấn đề về tài sản, nhà cửa, đề phòng những cái trộm cắp lặt vặt nữa. Và nếu các bạn tuổi Thân mà sinh vào những cái tháng cuối năm, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch đó, thì ở cái tháng này cái vận của các bạn vẫn tối lắm, vẫn trì trệ, vẫn chậm lắm. Các bạn hãy cố gắng bình tâm để vượt qua hết cái tháng này. Còn những cái bạn nào mà sinh vào những cái tháng đầu năm, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 đó, âm lịch, thì trong cái tháng này là cái tháng mà sẽ có nhiều những cái may mắn thuận lợi đến cho các bạn nhiều hơn, nhiều những cái cơ hội đến. Các bạn hãy lắng nghe và nắm bắt. Bính Thân 1956, cái tháng này chưa phải là đẹp với các anh chị. Canh Thân 1980 thì ở thế sinh xuất, tháng này cũng dễ phải hy sinh đi, phải nhường nhịn đi, phải thua thiệt đi, phải hao hụt đi một chút. Giáp Thân 2004 tháng này cũng chưa đẹp. Bình hòa thì là Nhâm Thân 1992, và tốt đẹp nhất trong các thân ở tháng này đó chính là Mậu Thân 1968, bởi vì chữ Quý và chữ Mậu nó hợp nhau, cho nên là đây là cái tháng mà sẽ có nhiều những cái cơ hội, những may mắn, những thuận lợi đến cho Mậu Thân 1968. Trong cái tháng Quý Dậu, tháng 8 âm lịch này, thì công việc, tài lộc, sự nghiệp, cuộc sống của các anh chị và các bạn tuổi Thìn nó sẽ không ổn định. Đôi khi các bạn có thể đạt được một số những cái thành công rực rỡ, nhưng nó lại hay có những cái rắc rối khó giải quyết, nó đi liền kề ngay theo. Tháng này là cái tháng mà tuổi Thìn dễ có những cái việc cần phải chi tiêu, dễ thâm hụt ngân sách, cho nên đây là tháng mà tuổi Thìn sẽ cần phải tính toán chi tiêu một cách hợp lý. Hơn nữa thì tuổi Thìn ở trong tháng Quý Dậu này cũng cần phải chú ý đề phòng nhiều tới sức khỏe, không nên làm việc quá sức và tránh mọi những cái áp lực đổ về trong cuộc sống, trong công việc cũng như trong gia đình. Và các anh chị và các bạn tuổi Thìn nếu sinh những cái tháng cuối năm, tháng 10, tháng 11, tháng 12 đó, thì trong bát tự nó rất là nhiều thủy rồi, kỵ thủy mà lại gặp cái tháng thủy này, cho nên là đây là cái tháng không hề tốt đẹp với các bạn tuổi Thìn mà sinh vào những cái tháng 10, tháng 11, tháng 12 cuối năm đâu. Tốt đẹp nhiều hơn là các bạn sinh vào những cái tháng tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6 đó, thì trong bát tự của các bạn nó thiếu thủy, nó khuyết thủy và nó cần bổ sung thủy khá là nhiều. Thì đây lại là cái tháng mà tháng thủy nó sẽ hỗ trợ cho các bạn nhiều hơn, may mắn cho các bạn nhiều hơn. Bính Thìn 1976 tháng này chưa phải là tháng đẹp. Canh Thìn 2000 ở thế sinh xuất, cho nên đây cũng là tháng cũng dễ phải hy sinh đi, thiệt thòi đi, chịu tổn thương đi một chút. Nhâm Thìn 1952 ở thế bình hòa và tốt đẹp nhiều hơn các thìn khác, có lẽ là Giáp Thìn 1964 và đặc biệt là Mậu Thìn 1988, thì cái hàng thiên can chữ Mậu nó tương sinh
với chữ Quý, cho nên đây là cái tháng rất tốt đẹp với Mậu Thìn 1988, đặc biệt là những cái bạn mà sinh vào những cái tháng đầu năm như mình vừa mới nói.